Ayo, xin báo trở lại với channel Cáo Ca nha anh em ạ. Thì là ngày hôm nay mình đã quyết định đi cầu tiếp anh em nhá. Nói chung là mình bị nghiện cái bộ môn cầu cũng từ rất là lâu rồi đấy anh em. Hôm nay thì nó giả dời nên là cá quấy đục nước lên. Nên là hôm nay mình cầu hy vọng là sẽ được rất nhiều cá thôi. Theo cái kinh nghiệm của mình đi cầu như vậy. Chó chết anh em ơi, ok anh em. Đi cầu được cái nó đam mê anh em mới là vui nữa. Rồi, vậy xong rồi anh em đó anh em. Rửa tay đã, bẩn quá. Ở quê mùa hè thích nhất là đi câu đấy anh em ạ. Ngồi ra rãnh này câu. Ngày xưa đấy anh em là còn tụ tập khoảng tầm 5 đến 6 thằng ra đi câu. Nhưng bây giờ chúng nó đi làm hết rồi, còn mỗi mình ở nhà thôi. Thế là thôi anh em ạ, đi câu mỗi mình cũng được. Ngày xưa hay tụ tập đi câu lắm, xong là anh em lại so sánh nhau xem thằng nhiều nào nhiều cá hơn. Đấy, xong lại ganh ghét tị nhau. Đấy. Nhưng mà lúc nào đi rủ cũng phải tầm 5 6 thằng đi câu. Buồn cười cực luôn. Ui nó lồi anh em này. Ui anh em ơi. Chờ lồi đi lỡ anh em nhá. Ui phê phết. Ui giời ơi. Anh em ơi. Con gì đây? To vậy. Đây anh em nhá. Đặt mồi cái dính ngay anh em ạ. Cái con ấy khá là to. Anh em xem này. Ấy. Trời ơi. Ăn mồi của anh tưởng là dễ à. Mỗi phát chơi ngay anh em ạ. Ở chỗ này phát hiện ra là câu cá là dễ cực luôn. Mà cá này bây giờ xuất hiện chỗ mình rất là nhiều anh em nhá. Đây cái chế phẩm đầu tiên của mình. Trời ạ. Ui giời. Không mất mồi anh em nhá, câu tiếp thôi. Nữa anh em ơi. Mất luôn. Có. Toàn dọn bé rồi anh em ạ. Kinh vậy. Úi giời. Con lưỡi anh em ơi. Phơi không? Vèo cái được đúng anh em ạ. Đó. Loại câu dễ cực luôn anh em ạ. Úi giời. Tham ăn thật. Ở chỗ khu vực mình bây giờ toàn dọn bé rồi. Chứ cá khác bây giờ hiếm lắm. Úi giời. Con này thì hơi bé một chút anh em ạ. Đó. Phơi hơi nghe. Đen thùi lùi luôn anh em nhé. Đó, bé tẹo luôn. Nhưng mà thôi cũng ăn được anh em. Thôi kệ, bắt hết đi. Nó sướng anh em ạ. Lắm hay được đi bắt. Loại này nó rất giống cá trê anh em ạ. Nói chung là lại lên rồi anh em ạ. Chìm phao tìm nhím luôn này. Úi dài ơi. Lại lên rồi, ô đây, tìm thôi, mất rồi. À đây, vẫn còn. Úi dài ơi. Úi ôi, con này to phết anh em ạ. Úi ôi, to lắm anh em ơi. Từ lẽ giờ con này con đầu tiên to nhất anh em nhá. Tổng cộng mới được 4 con rồi anh em ạ. Đó. Úi giời ơi. Kệ rồi. Nó to chưa anh em. Quê thật. Dã man. Con này màu đẹp phết. To thật. Bằng to hơn cổ tay anh em ạ. Kinh không anh em. Người nó toàn gai thôi anh em nhá. Úi giời hôm nay đi trúng ổ rồi. Câu trúng ổ cá rồi. Ở chỗ này rất là nhiều hang luôn anh em ạ. Thế là mỗi phát dính ngay anh em ạ. Nói chung là từ lẽ giờ câu cái con này là con to nhất anh em nhá. Trời ơi. Đặt xuống cái cắn ngay, đặt xuống cái cắn ngay như ao thả anh em ạ. Mà cái loại này có ai thả đâu. Người ta muốn đi tiêu diệt đi còn khó đấy anh em. Đó, đặt xuống phát cắn ngay. Đó. Mà hôm trước mình ăn thịt cái bọn này ăn cũng ngon. Ô rồi, câu mà nhiều về lại làm thịt tiếp anh em ạ. Đó, thích vai. Liên tục. Kinh vậy. Úi giời. Dè. Thích không anh em? Câu rất là đơn giản anh em nhá. Vui cực luôn anh em ạ. Mỗi tội hơi lắng chút thôi. À, giờ rong về kia đã. Trời ơi. Nhiều lắm rồi anh em ạ. Nãy giờ được bao nhiêu cá rồi? Chắc là được chục con rồi mất anh em ạ. Úi giời. Nhiều chưa? Thoải loại luôn anh em ạ. Rồi. Nói anh em. Úi giời nhiều chưa? Đẩy xô luôn anh em nhá. Úi giời. Câu không? Dạ. Hả? Đang đi bơi. Đang đi bơi á? Đi xuôi câu với anh. Lắm. Lắm giận bé lắm. Thích không? Hả? Đang đi câu đấy là bọn này lại xuống chơi anh em ạ. Thế là đang chuẩn bị đi bơi. Bơi cẩn thận nhá. Chú đi câu rồi, đang máu đi câu. Gỡ giật. Con này to phết. Đúng lúc nhỉ?
Rồi, cho vào trong xô kìa, cái xô trước đấy kìa. Đó anh em. Ở quanh đây thì cá tràn lan luôn, kinh. Ui giời ơi. Ui giời. Kinh cong cẩn anh ơi. Ui giời. Ta cắn được hả? Hả? Mẹ trắt chứ nhỉ? Cuối cùng ra kinh, cái này phải tầm 5-6 cân rồi anh em nhé. Cắn này. Đâu, cho lên đi, nhanh nhanh nó lôi phao kìa. Úi xì, úi xì. Úi dài. Cho vào xôi. Ủa anh em, là hôm nay này đang đi câu anh em nhé. Bọn này nó rủ đi bơi anh em. Thôi, câu đấy anh em ạ. Thích chật. To phết nhỉ. Cho đây này, vắt đây này. Vắt đây, cho vào trong xoàn này. Vắt đây. Đó phết. Từ từ. Nên nhá. Chìm mẹ ơi. Chìm rồi. Ôi giời. Cái này nó câu dễ thật anh em ạ. Cứ mắc câu bằng ấy thôi anh em nhá. Câu bằng ốc ấy. Cắn khiếp. Nâu ấy, giặt giặt luôn được. Không lên được. Mắc gì ấy. Úi giời. Úi giời. Bỏ xô luôn. Đẳng cấp. Ăn sao mai không hết. Đây, đây, rồi đấy. Đây, xem nữa. Đây anh em nhá. Đây là con cá bạo chúa chứ không phải cá nữa anh em ạ. Đây mình cầm để cho anh em xem dễ hơn. Con này nãy là con to nhất anh em ạ. Kinh chưa anh em. Mà cái lớp vảy nó như như áo giáp luôn. Một bộ áo giáp nó rất là chắc chắn. Bọn này không nữa là nó ăn thịt được. Đấy nó hai cái ngạnh. Đấy. Nhìn trông cũng thấy sợ rồi anh em ạ. Kinh. Đầu này. Mồm. Ui. Rồi. Off it. Xuống mỏ. Mỏ đi. Thôi. Thôi, để chút câu. Để chút câu. Mỏ đầu kia đây, để chút câu ở đây. Đứng chưa? Mỏ đâu hả? Ra thằng mấy cái rãnh trên kia à? Ra kia à? Chứ đến chỗ này để chun câu. À. Ngồi đây bắt cá ăn sướng nhưng mà cái cảm giác đi mò cá ăn sướng hơn anh em ạ. Bọn này nó thường nó vào trong hang nó đẻ trứng anh em. Thế cứ thọc tay vào hang mà lôi ra thôi. Đó. Xô. Đây mỏi ở trong cái nỗ này đầy dọn bá luôn. Ở trong cái hang ấy. Ai ạ? Mẹ ơi. Sau một quãng thời gian câu đấy anh em, thì đây chính là thành quả của mình anh em nhá. Cực kỳ là nhiều luôn anh em ạ. Đó. Cái số lượng này thì anh em biết đấy. Một đàn cá rất là to luôn. Là trời ơi. Nó thành hai chùm rất chi là khổng lồ anh em ạ. Nhìn thấy không anh em? Cầm gọi là gãy cả tay rồi. Nó khá là nặng anh em nhá. Đó, anh em xem này. Kinh chưa? Câu bừa bừa thôi mà được đống cá anh em ạ. Nhìn thích cực luôn đấy anh em. Dã man không anh em? Đây. Hai chùm luôn. Có vào không? Không có. Đâu? Đây. Dính à? Mò ăn chết rồi nhỉ. Để kỹ năng sinh tồn tượng thừa đấy anh em nhé. Trong mấy khu trải nghiệm. Mất độ hơi lắng một tí. Lên chưa? Hả?
Ở biết đi. Đâu? Đâu đâu? Đây chú chờ. Đây. Kinh phết đi. Đừng có đùa. To phết anh ạ. Ui, chim nhím rồi. Có anh em, nó cá to không anh em? Ở trong cái hang nó đào hang ấy anh em, bây giờ cứ đi mò quanh đây, mà chỗ này thì nó đào. Bây giờ nước nó lên ấy, chứ nước thấp thì nó lộ tất cả các loại hang ra thì vào móc nó dễ hơn. Đó. Nhiều anh em. Mình sẽ vất đây anh em nhé. Hôm nào mình tiện thì mình sẽ moi đi mình ăn anh em ạ. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ bấm đi kênh ủng hộ cho Cáo Ca nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cáo. Chào tất cả anh em, bye, chào anh em nha. Bye bye anh em.